Hello, thân mến chào các bạn. Sáng nay đạp một vòng gần 40 miles thì Peter muốn chia sẻ cái video này cho các bạn. Ngày hôm nay á, Peter trải nghiệm một cái vấn đề là như các bạn thấy á, là cái chiếc Cervelo này của Peter á, là cái bộ đạp của nó là Shimano Ortega. Tuy nhiên ngày hôm nay á, Peter gắn vô cái chiếc xe đạp này là cái cặp bánh Campact Nolo. Đó, Campact Nolo. Cái mẫu nó là Bora WTO 45. Thì hôm nay Peter trải nghiệm cái gì? Như các bạn thấy đây á, là cái bộ đạp Shimano. Tuy nhiên cái đùm của cái cặp bánh Campi này á, là đùm Campact Nolo. Và cái clip là cái cassette nè. Cái cassette này là cái cassette Super Record. Thì Peter muốn trải nghiệm coi là khi mà Peter gắn cái bánh xe Campact Nolo với lại cái clip Super Record Campact Nolo này vô, nó có ăn với lại hợp với lại cái bộ Shimano không? Mình có cần phải thay đổi gì không? Mình có cần phải tinh chỉnh gì không? Thì thưa các bạn, từ sáng giờ Peter đạp, Peter chỉ cần tháo cái bánh xe ra, gắn cái bánh xe vô và Peter đạp thôi, không có cần chỉnh một tí gì hết. Và Peter lên số, lên dĩa, xuống dĩa một cách rất là thoải mái. Đây, như các bạn thấy đây, cái bộ đề của Peter là Shimano Ultra. Tuy nhiên cái clip này, cái cassette này là Campact Nolo Super Record. Thì cái này là một cái câu trả lời mà Peter cũng muốn trải nghiệm mà cả mấy tháng nay. Tại vì Peter có hai loại xe đạp ở nhà, là Peter có chiếc Konago, thì cái bộ đạp của cái chiếc Shimano đó, Konago đó là Campact Nolo Super Record 11, và Peter có chiếc Cervelo này, thì cái bộ đạp của cái chiếc Cervelo này là Shimano Ortega. Và Peter dĩ nhiên là có hai loại ba cặp bánh xe. Một cặp như các bạn thấy đây là Campact Nolo, là cái đùm Campi và cái clip Campi. Còn cái cặp bánh hiện bây giờ ở nhà là Dora-Ace, Shimano Dora-Ace. Thì Peter muốn dùng cặp bánh này qua cái xe kia và cái cặp bánh kia qua xe này, mình đáo qua đáo lại, và Peter muốn coi cái nó có dùng được với nhau hay không. Thì thưa các bạn, là cái câu trả lời là hoàn toàn 100% ok hết. Peter đã gắn cái bánh Dora-Ace vô cái chiếc Konago, đạp tốt đẹp, đạp rất là dài, nhiều cái chặng đường rồi, tốt đẹp, không có vấn đề gì hết, cũng gắn vô rồi đạp thôi. Và ngày hôm nay Peter gắn cái cặp Campact Nolo vô trong cái chiếc Cervelo này, đạp từ sáng giờ hoàn toàn tốt đẹp luôn, cũng không có cần phải thay đổi gì hết. Có một cái Peter muốn khuyến cáo các bạn là cái này nó chỉ có áp dụng cho cái bộ đạp 11 số thôi. Ví dụ như là 10 số hay là 9 số mà đổi qua đổi lại thì Peter không có dám khẳng định là được hay không. Tất cả những cái mà Peter đã trải nghiệm là hoàn toàn là cái bộ đạp 11 số. Thì cái bộ Shimano Ultra của Peter là 11 số, và cái bộ Campact Nolo Super Record của Peter cũng là 11 số. Và hai cái clip này cũng 11 số và cái clip kia cũng 11 số. Và thưa các bạn là đổi qua đổi lại, đáo qua đáo lại, hoàn toàn tốt đẹp. Ok, thì như vậy nó cũng dễ cho vấn đề mình kiếm những cái bộ bánh xe đẹp để mình mua. Ví dụ như là các bạn mua bánh xe mà trên thị trường mua lại, mua cũ, thì các bạn không có cần ngần ngại là mình phải mua cái bánh mà có cái đùm Shimano, hoặc là mình phải mua cái bánh mà có cái đùm Campact Nolo. Mình có thể đáo qua đáo lại đạp một cách vô tư. Ok, tốt đẹp, không có hề hấn gì hết, không có vấn đề gì hết. Đây cũng là một cái mà tốt cho chúng ta khi mà chúng ta đi tìm mua những cái cặp bánh. Ví dụ như ngày mai hoặc là hôm qua đó, nó là Black Friday, nó có bán nhiều cái cặp bánh xe đẹp mà rẻ. Thì nếu mà mình thấy cái cặp nào ngon bổ rẻ mà mình cảm thấy mình thích thì mình cứ mua, tại vì mình biết là mình sẽ đạp được với cái chiếc xe mình đang có ở nhà. Ok, không cần biết là các bạn đạp Shimano hay là các bạn đạp Campact Nolo, thì
Thì cái trải nghiệm này là Peter hy vọng là giải đáp và giải thích cho các bạn chơi và đang bị khúc mắc ở ngay cái chỗ là em không biết là em có nên mua bánh xe Shimano hay là em nên mua bánh xe Compact Nolo. Thì một lần nữa Peter nói là mình có thể đổi qua đổi lại để mình đạp. Nhưng mà một cái Peter muốn nhắc lại các bạn nữa, nếu mà các bạn đạp cái bánh xe mà carbon á, thì các bạn nhớ là các bạn phải gắn cái bố thắng đặc biệt cho cái niềng xe carbon. Tại vì nếu mà mình không gắn đúng cái bố thắng á, thì nó sẽ hư cái niềng. Ok. Thì cái niềng xe này á, là Compact Nolo. Thì Peter cũng order về cái bộ bố thắng đặc biệt cho cái này cũng là hiệu Compact Nolo luôn. Đặc biệt cái này nó chế cho cái bánh này. Ok. Và một cái đặc biệt nữa là cái bố thắng Compact Nolo này á, là nó chế để gắn vô cho cái bộ thắng Shimano. Ok, tại vì cái gắn vô cái bộ thắng Shimano nó khác và gắn vô cái bộ thắng Compact Nolo nó khác. Gắn vô trong Shimano này thì mình vặn cái con ốc này, nhưng mà gắn vô trong cái bộ thắng của Campi á, mình không có con ốc, mình có cái cần để mà mình nạy lên, mình nạy lên cái cần rồi mình đúc cái bố thắng vô và nó kẹp lại. Ok, thì nó là cái khác biệt như vậy. Nếu mà các bạn muốn chơi cặp Compact Nolo Carbon mà trên xe có thắng Shimano thì các bạn phải mua cái bố thắng giống như cái Peter mới nói đây. Ok, thì Peter mua cái này và nó mới về cách đây 2 hôm, thì ngày hôm nay Peter gắn vào cái xe này để trải nghiệm liền. Tại vì mấy hôm nay Peter muốn trải nghiệm nhưng mà Peter chưa có cái bố thắng này cho nên chưa có gắn cái bánh này vô. Và ngày hôm nay đạp tốt đẹp, hoàn toàn tốt đẹp. Và thưa các bạn là gắn cái cặp Compact Nolo lên chiếc Cervelo này quá đẹp luôn. Các bạn thấy sao? Các bạn cho Peter cảm nghĩ. Nếu mà ai có câu hỏi gì mà Peter có thể làm được hoặc là có thể trả lời và có thể trải nghiệm cho các bạn thì các bạn cứ nhắn vô cái comment và Peter sẽ cố gắng thực hiện hết tất cả những cái mà các bạn hỏi trong cái điều kiện mà Peter có. Ok, hiện bây giờ thì nói thật với các bạn là Peter cũng chơi qua cũng 4-5 chiếc xe đạp và đạp cũng khá nhiều cho nên cũng có một vài chút cái kinh nghiệm để chia sẻ các bạn. Peter biết tới đâu thì chia sẻ tới đó. Ok rồi, thân mến chào các bạn, hẹn các bạn trong cái video kế.